Sau đây là ca khúc Ngôi Nhà Mới Ba Tầng Trên Đường Tỉnh Lộ 10. Bà Hôm Nói Dài Chỉ Nhìn Hai Tỷ. Nhạc và lời tôi review. Xin mời các bạn cùng nghe. Còn sâu ngôi nhà lộng lẫy sổ hồng riêng giá chỉ hơn 2 tỷ với 3 tầng kết cấu hiện đại tầng trệt phòng khách rộng lớn bếp và phòng tắm sáng trong đầu một thoáng nắng trần cao lầu lưng nhỏ xinh rất ấm êm khu vực này thơ mộng và dễ thương ngôi nhà rất đẹp không gian thoải mái chắc chắn sẽ là ngôi nhà hoàn hảo cho gia đình hạnh phúc sống trong lành. Khu vực này thơ mộng và dễ thương ngôi nhà rất đẹp không gian thoải mái chắc chắn sẽ là ngôi nhà hoàn hảo cho gia đình hạnh phúc sống trong lành.